Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể quý vị quyến thuộc kính mến. Chúng tôi vừa được bác sĩ mắt đã kiểm tra khám mắt xong. Thì hiện tại thì bác sĩ nói là mọi điều rất là tốt. Nhưng mà rồi có cái hẹn là 2 tuần nữa, cũng vào ngày thứ sáu buổi trưa như thế này thì đi để mà khám phía sau để coi cái hệ thần kinh nó có chạm gì tới mắt hay không. Chứ còn về võng mạc, về mọi việc thì rất là tốt thưa quý vị. Thật sự là bác sĩ khám rất kỹ, tới 3-4 người làm việc. Thành ra xin cảm ơn quý vị lo. Thì hiện tại không có điều chi, thì giờ chỉ còn chờ 2 tuần nữa. Bác sĩ nói là có mắt rất tốt, ôi vậy thì tôi rất là mừng. Chắc có thể là thôi chắc nhũng nhẽo mà sao đó. Bây giờ này thì tôi đang đi chợ Việt Nam. Trên đường đi thì ông đạo hữu ông bỏ cho tôi ở chợ đây để mà ông đi công việc, ông giao hàng. Xong rồi hoặc ông lại ông rước tôi về. Thì đây là cái chợ này là chợ, gọi là chợ Tàu, bán những cái đồ của Việt Nam nhiều. Đây, tôi đi quay cho các vị coi. Như vậy là các Phật tử an tâm về mắt của tôi rồi nghe. Không đến nỗi nào. Như vậy là cũng rất là mừng. Không có đến nỗi nào để cho Phật tử được an tâm. Sau 2 tuần nữa thì coi dù cái hệ thần kinh ở phía sau này thôi. Chứ còn phía trước thì bác sĩ nói về võng mạc đâu là không sao hết, tốt. Như vậy thì tôi hết sợ rồi. Hết sợ rồi thưa quý vị. Cảm ơn các Phật tử thương mà lo lắng cho chuyện này. Không biết nói sao chứ đúng là mấy bên đây cũng hơi sợ. Bây giờ thì thấy lại có an tâm rồi. Xin quý vị hoan hỷ. Thưa quý vị thì bởi vì tuần sau thì trò có khách. Có 2-3 Phật tử cũng như có ni sư ở xa. Ở Nam Cali qua thăm ở một thời gian, vì ni sư hồi xưa cũng từng ở Việt Nam, cái chùa bên bản. Rồi sau thì lớn tuổi rồi mới đem về bên này. Tại vì ni sư trước khi đi xuất gia thì có gia đình, thì năm nay 92 tuổi rồi. Cho nên đi chợ mua làm để đẩy khách đây. Mà cảm ơn một chú Phật tử bảo là trò phải mua thức ăn cho ngon, đãi khách cho đàng hoàng. Phật tử gửi tỉnh tài qua cho, thiệt giờ không biết nói là sao. Chứ rồi tính là có rau ăn rau thôi, cũng là hà tiện mọi mặt. Mà đổ Phật tử không chịu nó, thành ra tôi cũng biết nói sao thôi. Đồ hủ nó vậy, tôi đi làm đi mua đồ về nấu cho quý vị ăn uống đàng hoàng. Đó, bây giờ các vị thấy không? Đi đó, khu vực này là đồ mua đồ, đồ bánh xèo, mua bánh hỏi á, quý vị thấy không? Mua bánh hỏi, bánh hỏi về đây, bánh bún gạo, bún gạo về xào bún gạo bữa. Bún gạo xào. Mua bánh hỏi đâu rồi? Ui sao cho. Bún thì ở nhà còn. Ở Mỹ về ra các vị à, mấy thầy ở Mỹ thì trong ngoài đều là phải lo vậy đó. Chứ không có được may mắn mà có Phật tử mãi đâu. Hơn nữa là tôi thì cái người kém may mắn. Thưa quý vị, quan hỷ là hồi nãy là người ta chích thuốc gì vô mắt để người ta cho nó cái con cái gì nó bự ra người ta coi. Bây giờ nó mờ không thấy gì hết trơn, đeo kiếng mà cũng thấy gì hết trơn. Cho nên quý vị comment tôi không được thấy. Bác sĩ nói sau 1 tiếng đồng hồ trở lên thì nó mới tan cái thuốc nó ra mới thấy. Cho nên giờ quý vị comment tôi không có đọc được, quý vị đừng buồn nghe. Không có thấy gì hết trơn á. Thấy lờ mờ lờ mờ. Tôi sợ lắm quý vị, thật ra thì hồi nhỏ lớn tôi
không giấu các vị là tôi rất là sợ vụ mà kim chích mổ xẻ, nhưng mà nó qua được cái này cái mừng sao đâu á. Thôi thật sự trời phạt cũng xót thương, tôi sợ vụ mổ xẻ dữ lắm, bởi vì chưa từng cho nên nó sợ. Quý vị biết không, hồi nãy chút thuốc mà nó thiệt cái quý vị á, tôi nhói rồi vậy đó mà tôi run, mà vô đó rồi thôi chịu thôi run. Ủa đi kiếm bánh hỏi, đi kiếm bánh hỏi đâu rồi ta? Bánh hỏi bún gạo xào, ủa thường thường bánh hỏi nhiều lắm mà sao bữa nay đã mất tiêu rồi, con mắt nó lờ mờ không thấy nữa chứ. Nghe gì xem. Nghe chị an tâm cho thầy thần tài rồi ha, mừng rồi đó. Bây giờ đi kiếm bánh hỏi mà nằm cục nào. Ủa thường thường nó nhiều lắm mà ta. Đó, cái gì thấy không? Đường phèn. Nó về bịch đường phèn. Đường phèn nó bánh chua. Mắt hết thấy đường rồi. Mắt hết thấy đường rồi. Cái nào chai đâu. Trời ơi, có thấy đường đâu trời. Nó chịu thua. Không thấy đường, thôi mua mấy này hết thấy đường rồi. Bởi họ chích vô để họ co khám đó các vị. Cái thành ra giờ đó, là mà tương nào mà không có tỏi ta, không thấy đường chứ. Mua cây tương ớt. Có khách thì phải đi sắm đủ hết trơn. Có mình tôi nó dễ, điều khách tới thì mình không quý trọng mình hay. Mang mày nhật kem. Vì tôi quay cái phim thẳng đứng cái gì cảm thông nghe. À, khu vực này đồ mặn. Nước coco ở đâu rồi? Ô, con mắt nó mờ hết trơn à Phật tử ơi. Không có thấy rồi. Cái này về cuốn chả giò à. Cuốn chả giò à. Sợ nhất là nó cũ cái cuốn nó khó cuốn trần thân. Thôi lấy ở trong cho nó chắc ăn. Hoặc thuốc ở trong lấy đi. Cuốn trăm cuốn chả giò đi. Trăm cuốn. Một cái giờ là 20 nha. Thấy không? Một cái giờ là 25 cuốn. Trăm cuốn là 4 cái. Nước mắm chai ở đâu đây? Nước mắm chai ở đâu? Trời nó mờ hết trơn hết rồi, không có thấy đường. Theo kiến mà không thấy đường. Nghe là dầu hào chai. Nước mắm chai đâu rồi? Nước mắm chai ở đâu? Bên đây là đồ gì đây? Bên đây bánh bao rồi mặn chứ không phải chai. Chợ mà của Tàu vào Việt Nam thì quý vị thấy đồ Việt Nam không, thấy không? Nước mắm chai. Nước tương.
tương chả đúng không chai đâu ta, bố thêm cái chai cờ no nữa đi, nước tương cờ no. Khi mua bánh mì về chấm ăn, xịt vô ăn, nhớ quê hương này. Này đồ mặn không à, cái nước mắm chai đâu. Ủa, sao chị bữa nay không thấy đó ta? Này đồ mặn, nước mắm mặn không hà, kiếm nước mắm mắm chai nước. Bây giờ mới thấy, các chị thấy không, con mắt mà nó không tỏ, nó khó chịu là vậy đó. Nước tương, nước tương, mình cho nước tương mình đoạn kho nè, nước tương này kho nè. Đó. Rồi hôm nay là chắc không có nước mắm chai hay sao ta. Ủa sao thường thường nhiều lắm mà nay sao không thấy à, không có nó cũng không sao. Không có nó cũng không sao. Ủa cái gì mà nó không chịu đi vậy đây? Không có nó cũng không sao. Rồi. Các nhìn thấy không? Ở Việt Nam thì người ta gọi là siêu thị, nhưng mà đây là gọi cái chợ. Đây là gian hàng chai. Gian hàng chai bây giờ mua một cái cây chả lụa. Trời ơi, chả lụa nó lên thì dữ vậy trời. 7 đồng 39. Ôi trời đi, muốn nấu một cái chả lụa. Đẩy vô mà nó cứng luôn rồi. Nè đồ chai nè, thấy không? Mua một cây hem nữa. Một cây hem nữa về nó bún quế đại khách ha ta. Một cây hem đây đó. Cây hem chứ tôi không ít ăn lắm. Có khách thì đại khách chứ còn thật sự là một mình không bao giờ ăn hem hết. À mua mì căng. Mì căng sa ớt đây, mì căng. Một bịch, hai bịch mì căng. Rồi. Nó 4 bịch mì căng để dành luôn. Gì đây ta? Rồi cháu quẩy đi ăn cháo. Cháu quẩy đi ăn cháo. Thấy không? Thấy quý vị tôi biết đi chợ không? Cái này thôi, cái này thua mình làm nữa. Đây thêm miếng chả nữa này. Đó, rồi. Này đồ mặn. Khu vực này là đồ mặn, quý vị ơi. Hủ tiếu. Thank you.
tofu tàu hủ đỏ đây, như là một cá chai. Tàu hủ đỏ đây. Đi chợ bữa quá trời không, tàu hủ đỏ là bao nhiêu một hộp tê ta là trời ơi, nó hai đồng một hộp tàu hủ lên rồi, quý vị thấy không, lên rồi đó. 5 hộp thôi là 10 đồng, 5 hộp 10 đồng, 5 bịch giá. Khu vực này là son nồi chén bát. Chứ chợ này không đủ rồi, mà họ phải đi một chợ nữa rồi. Đó, quý vị thấy không? Mỹ là chợ, là Việt Nam gọi là siêu thị đó. Siêu thị. Rồi, thanh long 5,5 đồng một phao. Ổi 5 đồng một phao. Phai chuối, ồ này chuối, này chuối đẹp nè. Ồ lại này chuối là đẹp. Ồ hết rồi, này chuối đẹp quý vị ơi. Bây giờ cúng Phật. Ồ, trái này trái gì đây? Trái cà, trái xoài. Mình tính trước đi rồi đi tiếp. Nó cắm đi tiếp nữa. Này cũng phải mỡ nè, phải mỡ bên đây là vậy nè quý vị. Nó rất là ngon nha, phải mỡ đó. Giá, một bịch giá dạng bún. Đi nhiêu đây mà hết nhiêu vào đây. Hôm mốt 106 đồng, 106 đồng. Ở Mỹ cứ việc cà đây là tới tháng tính. Ok. Đó. Mua tiếp. Ok. À.
đi mua tiếp một xe rồi đó, 106 đồng. Sầu riêng, bắp. Bắp này ngon không đây? Bắp có khách thì phải mua đãi đàng hoàng. Nên sầu riêng nhiêu đây? Sầu riêng hummus 14.99 là 15 đồng một hộp. 15 đồng một hộp. Để đi, từ từ tính. Các loại mắm cũng giống như Việt Nam mà, thấy không? Cà chua, nó là gì xào ăn đó, đất thôi xào ăn cải, bắp cải. Nhớ với bà con thấy không, tại sao tôi ngán đi chợ là vậy đó. Đó, mua chút vậy là 106 đồng rồi đó. Này cherry, cherry 2 đồng 2 đồng rưỡi một phao, coi như là 6 đồng ký đó. Ô, cherry ăn nhiều nó cũng độc lắm. Yeah. Ồ, giá hả cô? Rồi, chúc mừng. Dạ rồi. Ăn bí cho bộ óc, mà bí này nó dẻo không đây, thôi. Trời ơi, khổ qua, 2 đồng rưỡi một phao. Thôi ráng mai mốt mình trồng ra thiếu gì thôi. Phai môn về làm bì, phai môn làm bì, về làm bì. Phai môn ấy, củ phai môn liền, nó chết liền. Bây giờ thấy củ phai môn không? Củ phai môn thì làm bì, bì với làm chả giò, rau lan, lan 2 đồng phao. Trời, nhà mình trồng cả đống. Nhà trồng cả đống luôn. Củ sắn thấy rầu quá, mấy củ sắn này về nó trong đó nó hư không đi, bởi không ai biết được bên trong, chứ thấy nó cũ quá. Khổ vậy đó, mà ăn nhiêu phao đây mà rủ về nó hư uổng. Củ sắn không biết bên trong nó làm sao nữa đây trời. Thôi giờ sao cũng mặc kình sao chứ giờ, không lẽ có củ sắn đi chợ khác nữa cho nó cực. Thôi mặc cái thời thế, thế thời đi, xui rủi cũng lường. Không lẽ có củ sắn đi chợ nữa cho cực. Coi có lẩu thái chai không, lẩu chai có không bà con? Trời, mắt không thấy đường. Thì tức cái mình nó lờ mờ sương trắng qua đồi thông, bột nấm bột. Hello thank kia. Bột nấm, nó bột ngọt thì có khi nó còn tốt hơn bột canh nữa, phải pha. Chứ đừng có tưởng đâu bột, nó bột ngọt ăn độc rồi bỏ bột ngọt, phải nha quý vị. Có khi nó đỡ độc hơn cái bột này nữa đó. Bột này nhiều khi mà nó độc hơn bột ngọt nữa đó nha. Tôi ăn là tôi pha 3-4 loại vô vậy đó. Nhiều khi rồi mắt có thấy đường đâu, trời nhiêu đây.
18 đồng một bịch, ba loại vô. Ớt khô trời đậu nành đấy cả đống nè, nhưng mà ông đang nó không có. Ô để nói quý vị đậu nành nè, thì mà không mua đâu mà giờ làm tương chất quá khà trời. Có thử một bịch coi, trời ơi, trời ơi, khoai lang tím rồi nó mắc luôn nội ơi, 3 đồng 19, trời khoai lang tím mà 3 đồng 19 một phao có nghĩa là 7 đô la một ký. Ồ hồ hồ, mắc quá mắc quá, 7 đô la một ký. Thôi ăn nó mập béo gì. Nó mập béo chi thì coi mua gì nữa đây, ghi trong to rồi mà quên lấy cái to ra thì chơi. Ghi đâu rồi, cái to đàng hoàng đâu rồi, trước khi đi có ghi mà. Ủa không lẽ ở đây. Có gì theo em Mỹ khổ vậy đó. Khoai môn, củ sắn, tà hủ, thính gạo, thôi thính về nhà rang. Cà rốt được chợ Mỹ mua rẻ hơn, lái xe nhỏ chạy được. Mì, không thấy đường mì căng, cây hem, chả lụa có rồi. Tôm chay không có, tôm chay là bánh xèo không có, đây không có bán. Nấm đông cô khô, đường phèn có rồi, ớt xay có rồi. Mấy cái gia vị, nước cô cô đâu rồi? Nước cô cô. Cô gia vị đâu rồi nấu bún Huế. À, không biết mình chưa không thích nấu bún Huế cho nên mình không biết cái gia vị bún Huế nào nữa đây. À, món này mình không biết rồi. Tính tập nấu chơi. Đây đường phèn này. Phèn này nó ăn không có độc. Thêm 2 bịch nữa đi. Ăn cho nó đã đi. Ủa nước coco đâu rồi bà con? Cái gì nữa nước coco? Bắp cải ngồi gạo, bánh hỏi đây nè. Trời ơi, đi kiếm thấy mồ nhưng mà mi trốn ta. Mi trốn ta hả mi? Bánh hỏi, mi trốn ta. Bánh hỏi. Mi trốn ta. Bánh tráng. Thôi bánh tráng có ở nhà có rồi. Đẹp không? Trời con mắt tôi không thấy đường quý vị nghe, quý vị nhắn tin thì không có đọc được nha. Về nhà mới đọc. Tới giờ mà nó chưa tan thuốc nha. Tôi đi kiếm nước coco. Đâu rồi nước coco, nước dừa. À, mua thêm bịch đậu xanh. Nấu cơm nếp chơi, cơm xanh có vỏ. Nè. Bộ xanh không vỏ, đang làm cá, làm chả giò. Nè các cái hột giống nè. Ồ. Các hột giống.
Nước coco ở đâu ta? Họ đi mua hai sữa ông thọ. Sữa ông thọ. Ông thọ mà có sữa hết rồi. Ở khách sáng cho uống cà phê. Sữa ông thọ hộp đi. Nhiêu hộp? 4 đồng hộp. 2 hộp sữa ông thọ. Cà phê có rồi, cà phê nhiều lắm. Cà phê nhiều lắm, không mua nữa đâu. Cà phê nhiều lắm bà con ơi. Khu vực đồ ăn vặt của tôi đây. Nhiều khi tôi thích cái cốm này, hồi tôi nhớ hồi xưa Việt Nam ngon lắm nghe quý vị. Mà bây giờ sơ qua bên đây nó nhiều khi nó không bằng. Cốm mà tôi nhớ hồi xưa Việt Nam nó ngon ơi là ngon. Giữa trưa mà nghe tao thục bóp 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 bóp. Có thục đung 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 đung. Trưa nghe tao thục cốm đung 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 đung. Ủa cô đâu rồi ta? Chưa. Đây, đây kiếm cô. Cô hả? Có đây rồi đó. Mong hả? Thôi vậy thôi. Như không mua đại đi. Thôi được rồi. Mua 1 cặp rồi đó. 106 đồng rồi đó. Cô đâu ta? Không biết ở đâu với cô đâu. Nó thêm cục me. Me dắt nó chua. Coco drink, Coco bottle, where are you? Coco. Coco drink. Coco water. Yeah, water. Oh, that's all there. Yeah, water, Coco water. Yeah, big one. 1 liter, 2 liter. Ở đâu nó chỉ đâu? À, thấy rồi. Hai chai luôn đi, lần mua lần khó. Thấy rồi. Ở đây có bán đậu nành đó. Bởi vậy tôi mua thử cái đó, có giống cái kia không, mua thử bịch. Mấy vị gửi qua. Dạ. Hả? Trời kệ đó, để có khách trên thang. Trong biển nghe cuốn sushi ở túm mẹ. Xém chút quên mua mẹ rồi. Con mắt là nào không thấy đường. Ngài có phải cái mẹ ở đây không? Mẹ chỗ nào quên rồi. Mẹ. Về mình rang cho nó đỡ tiền dạ. Chút. Dạ, rang. Dạ, mình rang. Hải mẹ không? Không. Tiếng lộn hôm trước dạ, mua cái hộp. Cái này nè, mẹ này. Đó, mẹ phải không nghe đi. Để không lại mua hộp kê về cái ăn thấy bộ nội luôn á. Là sao con mắt tới giờ nó còn mờ không ơi? Của cái muối. Nhiêu nữa rồi? Để này đến trong nó không nổi đâu. Để đó, nặng lắm. Thôi được coi hết nhiêu nữa đây. Chín mươi bảy đồng nữa trời ơi, 200 đồng. Ok, 97 đồng đây, 97 đồng cho 84 sen.
97 đồng 84 sen. Ngò bánh bò thưng thôi. Ở Mỹ sang rồi đó, cứ việc mua đi, mua cứ ký về để đây cuối tháng tính. Thanh Kiều. Rồi thôi chào quý vị nha. Xin chào quý vị nha.